Chào các bác, tôi lại có một mẫu ly. Phải nói là cái nội thất thì phải nói là mở ra thì ai nhìn cũng phải phê đấy, chứ không phải là cứ nói bừa được các bác ạ. Và đây là thông tin cửa hàng tôi, Minh Audio Hà Đông Hà Nội, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng: chung cư Văn Phú Victoria nằm cạnh ngã tư Văn Phú ở trung tâm quận Hà Đông. Và đây là một mẫu ly Kenwood, cái mã này thì tôi đã bán rồi, Kenwood 990D. Con này tôi bán giá 5 triệu đồng, 5 triệu đồng các bác nha. Một con âm ly có cái cấu tạo cũng như là thông số kỹ thuật cực kỳ ấn tượng luôn. Đây, nhìn cái nội thất này thì nó quá phê rồi. Nó chạy đâu đây tầm 10 8 con sò, tầm 8 con sò. Kết hợp cả hai loại, loại hai vít và loại nhỏ, thì tổng ra thì cái loại này nó như cái loại này này thì nó bằng hai con này. Đấy, như loại gấp đôi này bằng hai này. Tính ra nó nhiều sò lắm đấy. Âm ly Sitte. Đặc trưng của dòng Kenwood thì nói luôn các bác, nó bát thì đánh cực sâu và êm, nhưng mà tép thì nó cũng không phải ít đâu, tép rất nhiều luôn. Đấy là đặc trưng của dòng Kenwood. Tôi sẽ quay mặt sau cho các bác xem 5 triệu đồng một con Ombi nó chất như thế này thì như thế nào. Các đường vào đầy đủ, long lanh các bác nhá. Đây, bụi còn chưa lau sạch đâu nhá, tôi vừa tháo lắp ra nó có tí bụi tôi mới quét qua thôi. Một con Ombi này cực kỳ long lanh luôn. 990D 300W, sản xuất tại Nhật Bản. Loa A, loa B, trở kháng từ 4 ohm đến 16 ohm. Nói chung là quá chất luôn về cấu tạo cũng như là thông số kỹ thuật. Hàng bãi nguyên zin 100% luôn. Hàng đẹp giá đẹp. Hàng chất giá chất thế thôi. Đây, tôi quay mặt tiền và xem. Đây, mặt tiền long lanh. 5 triệu đồng. Volume này, cân loa này, lao lớt này, chỉnh bát chép, các đường vào âm thanh, nguồn này, AB cộng B. Đó. Và sau cái video này thì tôi sẽ làm một cái video mở nhạc test mà các bác xem. Còn video này là video tổng thể nói về thông số kỹ thuật cũng như là báo qua là có sản phẩm này. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Riêng con âm ly này các bác có thể ghép vang và hát karaoke với nhu cầu đơn giản. Tất nhiên là sẽ không bao giờ nó khỏe được như âm ly karaoke chính hãng này đâu các bác nha. Bởi vì mỗi loại sản phẩm nó thiết kế đặc trưng cho từng mục đích sử dụng. Nhưng mà với cái nhu cầu gia đình đơn giản, các bác có thể ghép vang và hát karaoke. Nhưng mà nó không khỏe bằng âm ly karaoke chính hãng. Và ghép thì phải ghép vào những đôi loa xịn như thế này, loa xịn như thế kia, chứ không phải là loa tàu đâu. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Loa tàu không bao giờ tôi đấu, nên tôi chả bao giờ khuyên các bác là mua đồ này về ghép loa tàu. Xin chào, hẹn gặp lại.